Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày cuối năm quý mão, thời tiết phần lớn trên các vùng biển miền Trung đều thuận hòa, giúp cho bà con có thể vươn khơi thu lộc biển. Tại Quảng Trị, những chuyến biển dịp cận Tết trúng đậm nhiều loại hải sản như là cá cơm, cá sòng, cá thu, cá rội và cá bè vàng. Bà con ngư dân rất phấn khởi khi có một cái Tết đủ đầy nhờ lộc biển. Dự báo hôm nay, ngày 30 Tết, vùng biển Quảng Trị cũng như toàn bộ khu vực từ Quảng Trị xuống đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rải rác ở ven bờ, gió đông bắc cấp 5. Đêm tăng dần lên cấp 6, giật cấp 7 biển động, tầm nhìn xa trong mưa giảm xuống là từ 4 đến 10 km. Còn vùng biển từ Bình Định xuống đến Cà Mau, hôm nay trời không mưa ban ngày có nắng với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, chiều và đêm gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 biển động. Với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có ngày 30 Tết, thời tiết đẹp, trời ít mưa có nắng, với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Ngoài khơi xa, ngư trường huyện đảo Trường Sa trong ngày hôm nay có mưa rông ở một vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây, đêm nay gió sẽ mạnh dần lên là cấp 6, giật cấp 7 biển động. Lên phía Bắc do ảnh hưởng của không khí lạnh, các ngư trường huyện đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 với độ cao sóng là từ 2 cho đến 3 mét biển động. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.